Okay. 3, 2, 1, go! Chú khủng long và các loài động vật đang nằm rã rác trên mặt đất này các bạn ơi, rất là nhiều màu sắc này, từ những chú khủng long cỏ đến chân chú khủng long thịt nha, có cả những loài động vật bình thường nữa các bạn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành review tất cả nha. Wow, đầu tiên là một con khủng long có màu đỏ đen nhìn rất là đẹp nè các bạn. Đây là con khủng long Spinosaurus nha. Đặc điểm của con khủng long này là một cái vây lưng rất là to nè các bạn. Cái vây lưng này giúp nó có thể lướt đi trong nước rất là nhanh các bạn. Đây là một con khủng long lưỡng cư nha. Nó có thể sống cả dưới nước và trên cạn nè các bạn. Wow, chú khủng long là có hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài nè các bạn. Wow, đuôi cực kỳ dài giúp nó giữ thăng bằng khi chạy nha. Con khủng long này ăn thịt đó các bạn ơi, nó có thể ăn cá nữa nha. Và nó có thể đối đầu với cái khủng long bào chúa luôn đó các bạn. Nó không hề ngán bất kỳ một con nào đâu nha. Wow, một chú khủng long sống lưỡng cư được nữa các bạn ơi, con Spinosaurus màu đỏ đen rất là đẹp nha. Tiếp theo chúng ta có một chú khủng long ba sừng màu đen nè các bạn. Đây là con khủng long ba sừng Triceratops có màu đen nhìn rất là đẹp này. Con này nó có hai sừng lớn, một sừng nhỏ này, trên cổ nó sẽ ra là một cái vây rất là to nữa các bạn. Trên lưng nó cũng có gai này. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Con khủng long ba sừng Triceratops này nó có thể nặng đến 10 tấn nữa các bạn. Con này nó ăn cỏ nha, nó rất là hiền các bạn, nhưng mà khi nó bị khiêu khích nó sử dụng cái đầu hút vào cái thù đó các bạn. Cái sừng rất là nhọn nha, hút vào bị rầm sẽ rất là đau đó các bạn ơi. Chúng ta có một con khủng long có vây lưng màu đỏ rất là đẹp nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Stegosaurus nha. Đặc điểm của loài khủng long Stegosaurus là có hai cái dải vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi này các bạn. Cuối đuôi nó có bốn cái gai nữa này. Wow, chú khủng long nhìn rất là ngầu đó các bạn. Nó có biệt danh nghe cũng rất là hay nha, là khủng long vây kiếm đó các bạn ơi. Nghe cực kỳ ngầu đúng không nào. Tự nhiên thì đây là con loài cỏ rất là hiền lành nha. Wow, chú khủng long này rất là hiền đó các bạn ơi, nhưng mà khi bị tấn công, bị khiêu khích nó sử dụng cái đuôi để quất vào cái thù đó các bạn. Wow, cái đuôi nó có bốn gai nha, rất là ghê đó các bạn ơi. Wow. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long bào chúa màu xanh lá cây đó các bạn. Đây là con khủng long bào chúa Tyrannosaurus Rex, hay được gọi là khủng long T-Rex đó các bạn. Con này nó có một cái màu xanh lá cây rất đẹp nha, đuôi rất là dài giúp nó chạy rất là nhanh này. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi cực kỳ dài đó các bạn. Wow, chú khủng long bào chúa Tyrannosaurus Rex đó các bạn. Con này nó có hàm răng rất là nhọn nha. Chú khủng long này nó chạy rất là nhanh và nó cực kỳ thích săn mồi các bạn ơi. Nó rất là thích săn mồi nha, chứ nó không thích được choạng đâu các bạn. Nó sẽ đuổi theo con mồi đến khi con mồi kiệt sức nó sang nha. Wow, chú khủng long này sẽ hiện được bộ phim công viên kỷ Jura đó các bạn ơi. Wow. Wow, chúng ta có một con khủng long màu cam nhìn rất là nổi bật nè các bạn. Đây chính là con khủng long Parasaurolophus nha. Một con Parasaurolophus này nó một cái sừng với sau đầu rất là đẹp nè các bạn. Đây là con khủng long thuộc họ chim mào nha, bởi vì con này nó có một cái mào hơn gọi là cái sừng phía sau đầu đó các bạn. Con này có hai chân trước nhỏ này, hai chân sau to, cái đuôi rất là dài đó các bạn. Nó chạy rất là nhanh luôn nha. Chú khủng long này kích thước không quá lớn nhưng mà nó chạy rất là nhanh đó các bạn. Đây là một con loài cỏ nha. Wow, chú khủng long này có cái đuôi rất là dài giống như giữ thăng bằng khi chạy này. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long có một cái màu xám và cái những đốm màu bạc này các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Brachiosaurus là con khủng long có kích thước rất là to nha. Nó có thể nặng tới 30 tấn luôn đó các bạn. Mặc dù kích thước và khối lượng lớn là như thế nhưng mà đây là con khủng long cỏ rất là hiền lành các bạn. Wow,
chiếc cổ dài giúp nó có thể ăn được những cái lá cây trên cao đó các bạn ơi. Wow, con khủng long Brachiosaurus nhìn rất là ngầu này. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con gấu trúc nè ơi. Một con gấu trúc nhìn rất là ngầu các bạn. Gấu trúc là một loài động vật rất là dễ thương và đáng yêu nha. Không hiểu vì sao nó chèn những cành cây và lá trúc nhưng mà nó còn rất là to béo nữa các bạn. Chú gấu trúc nhìn khá là đáng yêu nè các bạn ơi. Bộ lông màu trắng đen đặc trưng này. Wow. Gấu trúc là một loài động vật rất là quý hiếm nha. Được xem như là quốc bảo Trung Quốc các bạn ơi. Wow. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long Deinonychus các bạn ơi. Deinonychus là con khủng long nó có lông vũ phía sau đầu gần đuôi và hai cái chân trước đó các bạn. Chú khủng long Deinonychus này có hàm răng rất là nhọn nha. Chân trước có móng vuốt này, chân sau nó có những cái móng cong lên rất là giống một con raptor đó các bạn. Chú khủng long này chạy rất là nhanh nha và đặc biệt là nó có săn mồi rất là ghê các bạn. Mặc dù kích thước của nó không quá lớn nhưng mà nó săn mồi theo bầy đàn nha. Nó thường xuyên đi thành một đàn để tấn công cả những con khủng long lớn hơn nó đó các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Con khủng long này nó có một cái màu cam và có một cái dải màu đỏ trên người này. Wow. Con khủng long Brachiosaurus này nó có thể nặng tới 30 tấn nha. Kích thước và khối lượng rất là lớn đó các bạn. Mặc dù kích thước và khối lượng khủng bố là như thế mà đẹp của loài ăn cỏ rất là hiền nha. Con này rất là hiền các bạn, nó ăn cỏ đó các bạn. Con này nó có một cái cổ rất là dài giúp nó có thể ăn những cái lá cây trên cao này. Wow. Chúng ta có một con cá sấu các bạn ơi. Con cá sấu này rất là to luôn các bạn. Wow, nó có một cái màu vàng và xanh, một cái vàng màu đỏ này. Hàm răng rất là nhọn luôn. Vậy cái hàm răng này cắn đúng sẽ rất là đau đó các bạn. Đuôi rất là dài luôn này, kích thước rất là to đó các bạn ơi. Trên lưng có những cái gai nhỏ nữa này. Wow, chú cá sấu này là một loài động vật rất là nguy hiểm và rất là thông minh nha. Nó thường xuyên núp ở những cái bờ sông suối và ao hồ đó các bạn. Đợi những loài động vật khác sẽ uống nước nó sẽ tấn công đó các bạn ơi. Wow, chú cá sấu này có hàm răng rất là nhọn luôn các bạn. Chúng ta có một con hà mã các bạn ơi. Con hà mã đây há miệng rất là to này. Hà mã là một loài động vật rất là nguy hiểm ở đầm lầy nha. Ở đầm lầy thì hà mã không có đối thủ đâu các bạn. Hà mã rất là to lớn, có miệng rất là há, rất là rộng nữa các bạn. Có những cái răng rất là to nha, bụng thì khá là to luôn này. Wow. Chú hà mã này rất là to béo lắm các bạn ơi. Hà mã là một loài động vật cực kỳ nguy hiểm nha, nó sẽ tấn công bất kể con người hay động vật chứ các bạn. Wow. Con này đến gần hà mã các bạn ơi rất là nguy hiểm nha. Chúng ta có một con khủng long, một con khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Ankylosaurus là một con khủng long có một cái lớp da rất là dày, nó có gai trên lưng nè các bạn. Con này nhìn rất là ngầu nha, nó có khả năng tự vệ rất là tốt luôn bởi vì nó có lớp da dày, có gai trên lưng nè các bạn. Wow, một con khủng long ăn cỏ khá là hiền lành nha. Tiếp theo chúng ta còn có khủng long Brachiosaurus có màu xanh lá cây này các bạn. Con này nó có một cái xanh lá cây và những cái đốm màu vàng rất là đẹp này. Cổ rất là dài nha, đuôi cũng rất là dài này. Chú khủng long Brachiosaurus này nhìn rất là ngầu các bạn. Một con khủng long nhìn rất là to luôn nha. Con này nó có thể nặng tới 30 tấn đó các bạn. Tùy kích thước và khối lượng rất là lớn nhưng mà đẹp con loài cỏ rất là hiền lành các bạn ơi. Wow, một con khủng long Brachiosaurus màu xanh với những cái đốm màu vàng rất là đẹp này các bạn. Chúng ta lại có một con Ankylosaurus các bạn ơi, nhưng mà con Ankylosaurus này nó có một cái màu xanh đó các bạn. Con này là con khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha, nhưng mà khi bị tấn công bị khiêu khích nó sử dụng cái đuôi để quất kẻ thù đó các bạn. Chú khủng long này có lớp da rất là dày nha, da dày có những cái gai trên lưng đó các bạn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus này là một con khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn ơi. Con này là một con khủng long khả năng tự vệ rất là tốt nha, bởi vì nó có lớp da rất là dày này. Ngoài ra thì nó còn có những cái gai mọc trên lưng nữa các bạn. Wow. Chúng ta có một chú cua các bạn ơi. Chú cua nhìn rất là ngon các bạn. Chú cua này có 8 cẳng 2 càng này. Wow. Chú cua này là một động vật rất hay xuất hiện ở biển nè các bạn ơi. Wow. Ở ao hồ cũng có cua nữa nha. Con cua này mà kẹp thì chắc chắn sẽ rất là đau đó các bạn ơi. Wow. Chú cua này nhìn rất là ngầu các bạn. Wow.
Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long này các bạn. Đây là một con khủng long tên gọi là con khủng long Parasaurolophus nha. Đây con khủng long chi màu đó các bạn. Con này có một cái sừng phía sau đầu này, cái đuôi nó rất là dài luôn. Đuôi dài giúp nó có thể chạy rất là nhanh và giữ thân bằng cho nó khi chạy đó các bạn. Chúng ta có một con khủng long Giganotosaurus đó các bạn ơi. Đây là con khủng long có một cái lực cắn rất là mạnh luôn các bạn. Con này từ đầu tới đuôi có một cái dải gai nhìn rất là ngon các bạn. Đuôi khá là dài nha. Chú khủng long này rất là nguy hiểm các bạn ơi. Nó có thể tấn công thì cả khủng long bò chú luôn nha. Nó không hề ngán bất kỳ một con khủng long đó các bạn. Wow. Tiếp theo chúng ta có một chú lợn rừng các bạn ơi. Chú lợn rừng rất là to đó các bạn. Con lợn rừng này nó có 6 răng nanh rất là đáng sợ các bạn. Khác với lợn nhà hiện lành thì lợn rừng nó có những cái vũ khí là những cái răng nanh mà nó có một cái lớp da rất là dày các bạn. Cơ thể rất là khỏe mạnh đó nha. Wow, con lợn rừng này rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Kể cả những loài động vật ăn thịt cũng rất là đáng sợ, cũng rất là sợ. Về chừng với cái con lợn rừng này nha các bạn. Wow. Chúng ta có một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex màu đỏ nè các bạn ơi, những cái đốm màu đen này. Con này có hai chân trước nhỏ nha, hai chân sau to, cái đuôi rất là dài nè các bạn. Chú khủng long nhìn rất là ngầu nè các bạn ơi, răng rất là nhọn này. Con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex này nhìn rất là to nè các bạn. Wow, chú khủng long là một loài động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt rất là đáng sợ nha. Con này nó có hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài nè các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa chúng ta nhìn rất là ngầu nè các bạn ơi. Wow. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Stegosaurus là con khủng long có hai cái dải lưng kéo dài từ đầu tới đuôi đó các bạn. Wow, cổ đuôi nó có 4 gai này. Chú khủng long nhìn rất là ngầu nha. Còn Stegosaurus này có một cái màu hồng có những cái vây lưng màu đen nữa các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn nha. Stegosaurus là một con khủng long cỏ rất là hiền lành các bạn ơi. Nó có biệt danh nghe khá là ngầu là khủng long vây kiếm các bạn. Wow, chú khủng long nhìn rất là to lớn các bạn ơi. Wow. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Brachiosaurus là con khủng long có chiếc cổ rất là dài nè các bạn. Cổ dài giúp nó thể ăn được những cái lá cây trên cao nha. Còn này nó có một cái màu đỏ, có một cái dải màu đen nhìn rất là đẹp này. Chú khủng long này có thể nặng đến 30 tấn các bạn. Một con khủng long rất là khổng lồ và to lớn nha. Tuy nhiên nó rất là hiền nha các bạn ơi. Bởi vì nó là con khủng long ăn cỏ đó các bạn. Wow. Wow, chúng ta có một con khủng long màu hồng các bạn ơi. Đây là con khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là con khủng long có một cái vây lưng rất là to nha. Con này có thể dùng cái vây lưng này lướt đi trong nước rất là nhanh luôn các bạn. Wow, chú khủng long này có hàm răng rất là nhọn luôn các bạn ơi. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to, đuôi rất là dài này. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Con này có thể đối đầu với cả khủng long bạo chúa luôn các bạn. Wow.